Rồi, xin chào tất cả bà con, trở lại miếng lúa của Thất Sơn Nhiều Núi. Thì hôm nay Thất Sơn Nhiều Núi chia sẻ cho bà con tâm sự bà con một số là có một cái clip mà Thất Sơn Nhiều Núi mà phun thuốc diệt mầm cho lúa sau khi xả xong xịt luôn trong một ngày đó. Thì là miếng này thì bà con nói chết dũng thì cái đó thì tùy dùng đất thôi bà con, cũng không biết, nhưng mà cái đó dùng đất ở Thất Sơn như đây là dùng đất cát bà con, đất cát dẻo. Bình thường cái đất khô sớ lên thì cắt nhuyễn, nhưng mà bơm nước vô á, thì nó bà con sớ cái đầu nó dẻo lại gan đất cầu mối đó bà con, nó nên là không có chết nước được. Có mưa thì chết thì bà chịu, nhưng mà trời nắng này không chết bà con. Thì bữa nay gắt liêm, bữa nay 2 đêm rồi là sám đất rồi, thì tiếp tục là chia sẻ cho bà con là lúa này của Thất Sơn là làm vụ nào cũng có xử lý giống. Thì mấy vụ trước là xử lý cái thằng gâu chô của sản phẩm Ba Ye bà con, một chai 2 mấy ngàn à. Thì vụ này thì nó hết hàng luôn rồi, nó không sản xuất nữa, thì chuyển qua xài của thằng gu xe của thằng xin ta bà con, là một hũ tới 40 ngàn luôn bà con, nó 40 mấy ngàn đó. Nó cũng thể tích 20 ml xử lý 20 kg giống, nhưng mà gu xe nó mắc á, thì bà con xử lý cho 40-50 kg cũng được. Nhưng mà bà con xử lý là ý của Thất Sơn Nhiều Núi xử lý là không phải là ngâm giống bà con, mà là trộn giống. Thì sau khi Thất Sơn Nhiều Núi ngâm rồi ủ từ sáng tới chiều, thì thấy có một số hơi sưng sưng đó, là Thất Sơn Nhiều Núi tiến hành là trộn gu xe buổi chiều. Thì đây là bà con mình trộn đó. Thứ nhất là trộn bình máy, nhưng mà bà con trộn là một chai cho 1 lít, một chai gu xe 20 ml đó cho 1 lít nước thôi, hoặc là không tới 1 lít. Bà con xịt đậm đặc á, xịt cho nó dính vào hộp lúa đỏ chạch rồi đó, rồi bà con trộn qua trộn lại là nó một cái bình 1 lít nước một chai, bà con có thể chọn 40-50 kg giống luôn, mình tiết kiệm vẫn hiệu quả. Thì để Thất Sơn làm đây đó. Thì bữa nay tiếp tục rồi coi chia sẻ cho bà con coi nó chọn gu xe có hiệu quả như thế nào. Thì đây thì Thất Sơn sẽ nhổ cái cây lúa lên, thì bà con xem cái rễ nha, nhổ 2 cây đi, đừng cho đứt rễ. Đây cái rễ đó đây bà con, đó rất là ủ luôn. Thì Thất Sơn Nhiều Núi sẽ bỏ đây, nhổ thêm một cây nữa. Đâu, kiếm cây nào lên dài dài nhổ cho bà con xem. Đây, con dòm rễ đây rất là dài luôn. Đó là đây 2 cây nha bà con. Bây giờ Thất Sơn Nhiều Núi sẽ nhổ bên ông này là ổng không có trộn giống nè. Nhổ 2 cây lên. Đó, nè bà con dòm rễ nè. Chưa nha, đây là một cây, cái này của Thất Sơn Nhiều Núi nha. Là có xử lý giống và không xử lý giống. Đây. Đây không xử lý giống này. Cái rễ cũng có một số rễ nó dài, rễ cục, nhưng mà đa số là rễ nó nhỏ thôi con. Còn xử lý giống là thứ nhất nè. Rễ cái nào thấm thuốc ít thì rễ nó cũng dài, cũng đủ dài. Còn cái nào mà thấm thuốc nhiều á bà con là nó cái rễ nó u nu luôn vậy nè, đó. Bành cả trướng u nu luôn. Đây giờ cầm 2 cây lúa của Thất Sơn Nhiều Núi qua so sánh tiếp cái miếng bên đây cũng không có trộn giống nè bà con, so sánh cho bà con xem chơi thôi, chứ cũng chủ yếu là cũng không biết là nó gu xe này nó có tốt hay không, mà nhưng mà thấy là nó hiệu quả với bù lạch, là không bị bù lạch. Đây ông này không xử lý giống, đây cái rễ nhỏ nhưng mà nó cũng dài bà con đó. Đây dài thòn luôn mà nó nhỏ. Tiếp tục nhổ thêm cây này. Bữa nay là 2 đêm, đây rất là dài luôn bà con. 2 cây nè, nó dài thòn mà nó cái rễ nó dài mà nó nhỏ bà con. Còn của Thất Sơn Nhiều Núi thì ú nè, để nhổ thêm cây khác của Thất Sơn Nhiều Núi cây xem sao nha bà con. Đây này của Thất Sơn Nhiều Núi nè, thấy nó cũng tương đồng thôi bà con ơi đó. Nhưng mà nó tại vì mình trộn một chai chưa trộn 20 ký giống á, Thất Sơn Nhiều Núi cho 40-50 ký là hiệu quả có thể là nó kém đi, nhưng mà nó đối với bù lạch là nó bị nhẹ bà con. Vụ nào mà có bù lạch đó, người ta vàng khè, của Thất Sơn mới hơi vàng vàng rồi chia sẻ cho bà con.